Thưa quý vị, kể từ khi bùng phát đến nay, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của người dân Đà Nẵng, nhất là với những hoàn cảnh cơ nhỡ khó khăn. Để sẻ chia yêu thương tới những hoàn cảnh này, thời gian qua, nhiều tổ chức đơn vị thiện nguyện đã phát động các chương trình cộng đồng, góp phần mang đến những món quà tinh thần, vật chất, động viên họ vượt qua khó khăn giữa mùa dịch. Nhóm từ thiện Bồ Đề Tâm là một điển hình. Đây là một trong những chương trình hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người nghèo và người khuyết tật trên địa bàn phường Hoa Cường Bắc, quận Hải Châu, do nhóm từ thiện Bồ Đề Tâm phát động. Thông qua việc phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ phường, ngay từ khi bùng phát dịch, nhóm đã tiến hành khảo sát và xác định những trường hợp bị mất việc làm do COVID-19 hoặc các hộ khuyết tật có thu nhập thấp để trao những suất quà hỗ trợ, đồng thời vận động các mạnh thường quân, đơn vị thiện nguyện cùng tham gia. Mục tiêu chương trình hôm nay trong mùa dịch COVID-19, cho nên những phần quà để hỗ trợ cho bà con là những bà con nghèo. Đây là một phần nhỏ để một cái tấm lòng ấm cúng để góp phần nhỏ bé cho những cái hộ khó khăn trong mùa dịch này. Tập trung cho cái đối tượng khuyết tật, rồi bệnh hiểm nghèo, một số bà con nghèo mà khó khăn trong cái thời điểm hiện nay. Thì chúng tôi đem trao trực tiếp cho hộ gia đình để họ được bớt cái khó khăn ở trong cái thời điểm dịch bệnh COVID này. Thì so với trong cái năm 2021 á, thì đoàn của chúng tôi đã đi được là ba đợt. Thì mỗi đợt đó là 300 hộ. Chương trình đã trao gần 300 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, gồm gạo, dầu ăn, muối. Tuy giá trị không lớn, nhưng mỗi suất quà lại bao hàm sự yêu thương, sẻ chia và động viên giữa mùa dịch. Hơn thế nữa, với những hoàn cảnh khó khăn này, sự quan tâm của cộng đồng xã hội mới thực sự là món quà ý nghĩa nhất. Mùa dịch thì nó ảnh hưởng ghê lắm, tại vì đi bán với số, nhưng mà trong dịch thì đi bán hạn chế lắm. Bán còn 1/3 là 1/3. Mấy bữa bán 100 vé, bữa nay bán 30-40 vé. Trong cái mùa dịch thì khó khăn, nhận được những cái quà từ thiện thì cũng có ý nghĩa lắm chứ. Cùng với nhóm từ thiện Bồ Đề Tâm, thời gian qua, mặt trận và các đoàn thể phường Hòa Cường Bắc cũng đã tích cực vận động, kêu gọi nhiều mạnh thường quân, các đơn vị thiện nguyện giang tay giúp sức cho các đối tượng yếu thế trong cộng đồng. Từ những chương trình như trên đã phần nào lan tỏa thông điệp yêu thương rộng khắp, góp phần tích cực thực hiện chương trình an sinh xã hội của thành phố giữa đại dịch COVID-19.